người này đạp người đâu được? Tay phạm phá manép người ta vô anh khỏi người ta chứ đạp thì chết người. người này đạp người đâu được? Tay phạm phá manép người ta vô anh khỏi người ta chứ đạp thì chết người. Xác minh video thực hư cảnh sát giao thông đạp người dân vẫn chưa có kết quả. Liên quan thông tin PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh thực hư video cảnh sát giao thông đạp người dân. Ngày 10 tháng 5, trao đổi với báo chí, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ video lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, PC08 đã mời nam thanh niên xuất hiện trong video lên làm việc, phối hợp với phòng PC08 xác minh làm rõ. Theo vị lãnh đạo này, phòng PC08 cần xác minh làm rõ thêm một số tình tiết cụ thể để báo cáo ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh có hướng xử lý. Hiện tại video kèm nội dung cảnh sát giao thông An Lạc đạp người dân mà một tài khoản Facebook đăng tải đã có hơn 140.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 57.000 lượt bình luận, hơn 52.000 lượt chia sẻ. Video nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người thắc mắc muốn biết cụ thể diễn biến vụ việc như thế nào. Tuy nhiên, phòng PC08 cho biết vẫn đang xác minh, làm rõ. Khi nào có thông tin chính thức sẽ công bố. Vụ đại gia bị lừa 9 tỷ đồng, kiều nữ nói là tình phí tự nguyện. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Đào Thị Mộng Thường, 46 tuổi, thường bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố ra trước tòa xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng năm 2019, thường lập Facebook tên là Đào Ngọc Minh giới thiệu là Việt Kiều Canada để tiếp cận làm quen anh Nguyễn Văn Hưng thông qua một nhóm về Phật Pháp. Trên Facebook này, thường đăng tải hình ảnh thể hiện mình là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, giàu có. Thời điểm này, anh Hưng đang ly thân vợ nên khi có cô gái tên Ngọc Minh xinh đẹp, giàu có nhắn tin làm quen, tỏ ra là người biết lắng nghe, thủ hiểu nên đồng ý làm bạn. Ngọc Minh nói với anh Hưng, Bố là Nguyễn Gia Nam, Việt Kiều, Canada. Mẹ là Nguyễn Kim Phụng, gốc Hồng Kông, chủ một hãng vận tải lớn ở Canada. Thực tế đây là chồng và mẹ ruột của Thường. Gia đình Ngọc Minh có ba chị em nuôi, gồm có Thường, Thi, con gái riêng của chồng Thường. Bi thực tế là con trẻ của chồng Thường. Trong đó Thường nắm 15% cổ phần công ty và là người được gia đình Ngọc Minh tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch làm ăn, mua sắm thường kỳ công xây dựng các tình huống như sinh nhật, du lịch để anh Hương tin Ngọc Minh là có thật. Sau thời gian dài tâm sự qua lại, anh Hương nảy sinh tình cảm với Ngọc Minh. Trong thời gian từ 19 tháng 9 năm 2019 đến 27 tháng 4 năm 2022, bằng cách tạo ra nhiều tình huống khác nhau như cần tiền làm ăn, làm giấy tờ, tặng quà, làm thủ tục thừa kế, đầu tư đất, mộng thường trong vai diễn Ngọc Minh đã được anh Hương chuyển tổng cộng hơn 12,2 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, anh Hưng nghi ngờ nên hẹn gặp chị nuôi của Ngọc Minh là Mộng Thường tại một khách sạn cao cấp ở Đà Nẵng. Tại đây, khi gọi vào Zalo được lập dưới tên Ngọc Minh, anh Hưng phát hiện tài khoản này thường sử dụng. Lúc này, người đàn ông chết đứng khi phát hiện người yêu không có thật, còn bản thân thì bị Mộng Thường lừa tiền nên trình báo công an. Tại phiên tòa, thường cho rằng các hình ảnh đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội là hình ảnh của Thường khi còn trẻ, không phải sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội. Thường không thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cho rằng số tiền này là tình phí cho anh Hưng chủ động cho. Theo bị cáo, anh Hưng và bị cáo biết nhau, nhiều lần gặp gỡ, đi du lịch cùng nhau, chứ không phải là không biết như nạn nhân khai. Thường đưa ra các bằng chứng là các tin nhắn anh Hưng nhắn trong các lần giao dịch chuyển tiền với nội dung cho tặng Ngọc Minh, cho tặng Mộng Thường, cho tặng vợ yêu, tặng quà để chứng minh việc anh Hưng chuyển tiền là tự nguyện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã chứng minh các nội dung chuyển tiền này là anh Hưng ghi theo yêu cầu của thường. Cơ quan chức năng xác định trong hơn 12 tỷ chiếm đoạt, người phụ nữ này đã dành hơn 6 tỷ đồng để mua kim cương, vàng, đa quý, cho anh trai vay 4 tỷ đồng, sử dụng hơn 2,7 tỷ đồng đi du lịch và tiêu xài cá nhân. Trong quá trình thực hiện hành vi, Thường đã chuyển lại cho anh Hưng gần 3 tỷ đồng gồm quà cáp và đầu tư kinh doanh. Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, anh trai Thường đã trả lại cho anh Hưng 4 tỷ đồng vay của Thường trước đó. Nạn nhân yêu cầu Thường bồi thường hơn 5 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt đào thị mộng Thường, tù chung thân. Nhóm chuyển trái phép hơn 1.400 tỷ đồng bị lộ từ đường dây tín dụng đen. Năm 2018, Sun Xin, Wu Chen cùng một số người đồng hương Trung Quốc đến Việt Nam tổ chức cho vay nặng lãi. Họ lập 65 app, trong đó riêng Great Vay đã cho trên 1 triệu người Việt vay. Theo nhà chức trách, đường dây đã ký hợp đồng với nhiều công ty trung gian để giúp nhóm nghi can cầm đầu người Trung Quốc che giấu các khoản lợi nhuận kết xù. Nhóm này dùng 5.000 tài khoản ngân hàng không chính chủ để luân chuyển dòng tiền, qua đó tổ chức rửa tiền và sử dụng nhiều phương thức chuyển tiền trái phép trên 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam. Trong những người giúp sức chuyển tiền có Nguyễn Quốc Đạt, Lâm Thị Ngọc Loan, Võ Thị Hoa, Lục Yến Hồng. Từ ngày 9 tháng 5, những người này bị Tòa án Nhân dân Quảng Nam xét xử về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quốc Đạt, 30 tuổi, có 3 năm ở Trung Quốc, Năm 2021, anh ta về nước và được một người Trung Quốc nhờ mua nhân dân tệ chuyển vào tài khoản. Sau 3 lần chuyển thành công với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, đạt hưởng lợi hơn 3 triệu đồng và chuyển sang nghề này. Năm 2022, đạt cùng Lâm Thị Ngọc Loan, 42 tuổi, lập nhóm mua bán USDT trên Telegram. Đạt có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng đưa vào nhóm. Khách đồng ý giao dịch sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho Loan. Khi đó nhóm sẽ chuyển USDT vào các ví tiền ảo do người mua yêu cầu hoặc khách chuyển USDT vào ví của Loan để chuyển qua tiền Việt Nam. Sanxin và Wu Zhenzhao là khách hàng của Loan. Theo cáo buộc, Wu Zhenzhao sử dụng tài khoản không chính chủ của nhiều người Việt Nam để chuyển tiền đến tài khoản của Loan. Từ đây Loan mua USDT và chuyển đến ví điện tử cho người này, tổng cộng 1.467.171 USDT tương đương 35 tỷ đồng quá trình mua bán USDT, Đạt và Loan không biết xin xin và Wu Jianrao là tội phạm cho vay nặng lãi. Ngoài nhóm này, Loan và Đạt còn chuyển tiền ảo 1.374.265 USDT tương ứng gần 33 tỷ đồng cho một người Đài Loan và một người khác. Liên quan vụ án, nhà chức trách phát hiện Võ Thị Hoa, 31 tuổi, bà Rịa Vũng Tàu, từ năm 2002 đến lúc bị bắt đã chuyển tiền trái phép hơn 551 tỷ đồng. Trong số khách hàng của Hoa cũng có nhóm cho vay nặng lãi của Sơn Sinh và Wu Chen Chao. Nhà chức trách xác định Hoa đã chuyển khỏi Việt Nam gần 72 tỷ đồng cho đường dây này và 480 tỷ đồng cho nhiều người khác. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện từ năm 2018 đến tháng 7 năm 2023, Lục Yến Hồng, 42 tuổi, đã nhiều lần liên hệ với Đào Minh Đức, thành phố Lạng Sơn để đổi sang nhân dân tệ. Khi hai bên giao dịch, Hồng chuyển tiền đồng cho Đức để chuyển đổi sang nhân dân tệ và chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc theo yêu cầu. Nhà chức trách cáo buộc Hồng vận chuyển tổng cộng 837 tỷ đồng, thu lợi bất chính 200 triệu đồng. Lộ khối tài sản khủng của nguyên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam Ngày 8 tháng 5 vừa qua, phiên tòa hôn nhân gia đình về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung, nợ chung giữa ông Lê Phước Hoài Bảo, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tại Quảng Nam và vợ, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hồng Thủy đã tạm hoãn vì một đại diện ngân hàng liên quan đến vụ án có đơn xin hoãn phiên tòa và ba người khác có liên quan vắng mặt không lý do. Trong đơn khởi kiện của mình, bà Thủy đề nghị tòa án giải quyết cho hai người ly hôn, phân chia tài sản chung, nợ chung và xử lý tranh chấp nuôi hai con theo bà Thủy, bản thân có nguyện vọng được nhận trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hai con chung cho đến khi các con đủ 18 tuổi và không yêu cầu ông Lê Phước Hoài Bảo phải cấp dưỡng nuôi con chung sau ly hôn. Về tài sản chung, bà Thủy yêu cầu tòa án chi đôi tài sản chung và cả khoản nợ trong thời kỳ hôn nhân của bà và ông Lê Phước Hoài Bảo gồm 8 bất động sản. Đáng chú ý, cả 8 bất động sản này đều là những khu đất vàng ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Bà Thủy chỉ yêu cầu nhận hiện vật là ngôi nhà tại địa chỉ số 419 421 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục MD hoạt động tại địa chỉ trên. Ông Bảo nhận tất cả bất động sản còn lại và có trách nhiệm trả lại phần dư cho bà Thủy. Thủ đoạn của cô gái trẻ khiến một tiệm vàng sập bẫy. Ngày 10 tháng 5, công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê Thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Yến Như, 22 tuổi, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an phường Tân Chính tiếp nhận tin báo của hai bị hại là nhân viên tại một tiệm vàng có địa chỉ trên đường Ông Ích Khiêm về việc một phụ nữ trẻ đến mua vàng và thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản nhưng thực chất là chiếm đoạt số vàng. Lấy lý do bận việc gấp, người này đã cho nhân viên chụp lại biên lai like chuyển khoản và để lại số điện thoại nên cả hai đều tin tưởng và giao vàng cho khách hàng. Đến khi kiểm tra lại biến động trong tài khoản nhân viên tiệm vàng phát hiện đây là biên lai like giả nên đã đến cơ quan công an trình báo. Từ các đặc điểm nhận dạng, cơ quan công an nhanh chóng truy xét và xác định người phụ nữ này thường xuyên thay đổi nơi ở, các khách sạn khác nhau, gây khó khăn cho việc điều tra. Được sự vận động của cơ quan công an, đến chiều ngày 9 tháng 5, Trần Yến Như đã đến công an phường Tân Chính đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận do nợ nần, không có tiền tiêu xài nên đã đến Đà Nẵng để trốn nợ và thực hiện hành vi lừa đảo. Để qua mặt nhân viên tiệm vàng, như đã dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại để làm giả hóa đơn chuyển tiền và chiếm đoạt 3 chỉ vàng, một dây chuyền, một lắc tay bằng vàng, tổng giá trị hơn 64 triệu đồng rồi mang đi bán, lấy tiền tiêu xài. Hiện, vụ việc đã được công an phường Tân Chính bàn giao cho công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.